Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đọc trò hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu mới hoàn thiện xong trong ngày hôm nay, đầu tháng 4 năm 2024. Căn nhà này được nằm trong một khu dân cư an ninh yên tĩnh và khu vực đây ở gần kín hết rồi quý vị nha. Như quý vị nhìn thấy trực tiếp trên màn hình video, nhà được nằm trong một khu dân cư an ninh yên tĩnh. Khu vực đây được xây dựng đồng bộ một trệt hai lầu hết quý vị. Căn nhà này có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 15m, được chủ nhà thiết kế một căn nhà 3 tầng và một tum. Đây là mặt tiền căn nhà quý vị này. Mặt tiền phố, ban công vuông, rất là đẹp. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước và sau. Nhà thì quý vị có thể chạy xe hơi vào trong khu vực phòng khách được quý vị nhé. Tuy nhiên khu vực đây thì đa số để xe ở ngoài hết. Và đây là trục đường ngược lại này. Đường thông hai đầu, vị trí cách với chợ, trường học trong bán kính chỉ 1 km là mình có đầy đủ trường học cho tới chợ búa quý vị hết quý vị nhé. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn vào trong ta tham quan chi tiết ở trong. Căn nhà này có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với khu vực vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Kế bên con đường DT743 gần chợ Đông Đô, gần chợ Phú Phong, gần ngã tư Miếu Ông Cù. Nhà có hướng Tây, có đường phía trước rộng 15-16m cả vỉa hè. Và mặt tiền ở đây thì được chủ nhà đi dây chờ camera sẵn ở đây quý vị này. Đó quý vị, xung quanh được chủ nhà ốp đá hết. Và nhà mình thì chủ nhà làm hai lớp cửa. Ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Sàn ở đây thì được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 khổ 80-80. Vân đá khá là đẹp quý vị nha. Trong đây là khu vực phòng khách, phía bên tay phải màn hình thì đã được chủ nhà đề co những kệ cũng như là kệ tivi. Còn ở đây thì có sofa khu vực phòng khách sẵn rồi quý vị này. Đây thì có bộ sofa khu vực tầng trệt. Ở trên thì sẽ có hệ thống trần chỉ thạch cao kết hợp với hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trên. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá khá là mềm. Một căn nhà xây mới 100% mới hoàn thiện xong trong đầu tháng 4 năm 2024 với mức giá 3 tỷ 400 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng chuẩn chỉnh đẹp như thế này rồi. Trong đây là khu vực phòng bếp đã có sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế và bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới. Ở trên thì có quạt trần Panasonic ở trên quý vị nhé. Di chuyển về phía cuối của căn nhà, phía cuối sẽ có khu vực lối thoát hiểm rộng tầm 1m quý vị. 1m thôi quý vị nhé. Và ở đây là phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà quý vị này. Đây là phòng vệ sinh tầng trệt. Nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thuyền có đầy đủ hết quý vị. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn lên trên tham quan khám phá chi tiết căn nhà này. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Hồng Sơn nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương. Quý vị đang có nhu cầu cần mua hoặc là cần bán, hãy liên hệ với Hồng Sơn để trao đổi trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Mình di chuyển lên khu vực lầu trên. Lầu trên sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng. Nhà này thì đã có nội thất cơ bản hết rồi quý vị nhé. Mình xem khu vực phía cuối phòng ngủ trước này. Đây. Phòng vệ sinh ở lầu trên. Và trong đây là khu vực này. Bàn đêm, rồi giường, bàn phấn cũng như là hệ thống tủ áo cũng như là kệ vali túi sách được chủ nhà đề co sẵn trong
phòng ngủ rồi. Một căn nhà có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Khu vực đây là bàn làm việc cũng như là bàn phấn, bàn trang điểm ở bên đây. Và kế bên là giường cũng như là tủ áo, kệ để vali túi sách được chủ nhà đóng sẵn hết rồi quý vị nhé. Một căn nhà có phân khúc giá 3 tỷ 400 triệu đồng mà có nội thất cơ bản khá là đầy đủ quý vị. Đây là phòng tắm, phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Một căn nhà cực đẹp quý vị nhé. Giá 3 tỷ 400 triệu đồng. Cô chú anh chị xem được video này, nếu thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, có nhu cầu đi xem trực tiếp thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để đi xem trực tiếp có giá tốt nhất. Mình tên lên tới khu vực lầu trên. Lầu trên này sẽ có thêm 2 phòng ngủ hai bên và một phòng vệ sinh, một phòng thờ. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Lầu trên này thì sẽ không có nội thất quý vị nhé. Phòng ngủ thứ ba khá là rộng luôn. Ở đây còn cầu thang để lên sân thượng nữa quý vị. Quý vị xem hết khu vực này, mình sẽ lên sân thượng review cho quý vị. Đây là phòng vệ sinh thứ tư quý vị nhé. Và kế bên đây là phòng ngủ thứ ba cũng như là phòng thờ phía trước. Đây là phòng ngủ thứ tư này. Phòng ngủ thứ tư thì nhỏ hơn phòng ngủ thứ ba một xíu quý vị. Và đây là phòng thờ này. Đây là khu vực phòng thờ nhé. Có ban công phía trước. Nhà có diện tích ngang 4, dài 15 mét, sổ hồng riêng, chuẩn chỉnh, mua bán, công chứng trong ngày. Giá 3 tỷ 400 triệu đồng. Nhà tọa lạc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí này mình di chuyển đi các khu vực như thành phố Thủ Đức tầm khoảng 10 đến 15 km và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như sân bay Tân Sơn Nhất tầm 22 km quý vị nhé. Trên đây là sân thượng trước, sân thượng sau. Đây có sân thượng sau này. Sân thượng sau thoáng mát ở đây. Trên đây thì có cái tum quý vị nhé. Tum đây. Và đây là sân thượng trước quý vị này. Sân thượng trước đây. Mình có thể trồng rau, trồng cây cảnh, phơi đồ sân thượng sau. Và từ vị trí này mình nhìn xuống con đường phía trước này. Đó. Đây, đường phía trước nhé. Xe cộ lưu thông, tránh nhau thoải mái được luôn. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh, nhấn chuông cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà, alo trực tiếp cho Hồng Sơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.